Thưa quý vị, hơn 10 năm nay, 10 hộ dân khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt mòn mỏi chờ đợi nước sạch để sử dụng. Những hộ dân ở đây phải dùng nước dưới rạch, nước mưa hoặc là khoan cây nước. Dù biết nước không hợp vệ sinh, nhưng người dân vẫn phải sử dụng. Lâu nay, nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà Diệp Thị Ánh ở khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng đều lấy từ con rạch này. Tuy biết nguồn nước không hợp vệ sinh, nhưng gia đình bà vẫn phải sử dụng vì không còn nguồn nước sạch nào khác. Theo bà con ở đây, hồi trước nước kênh luôn là nguồn nước chính trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm của rạch ngọn cả kè ngày càng nặng. Do lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, trại chăn nuôi gia súc và các hộ nuôi cá xả nước thải trực tiếp xuống rạch, khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm. Vì vậy, hầu hết các hộ dân nơi đây đều rất mong có nước sạch để sử dụng. Tháng xài này kia cũng khoảng cả 100.000 vậy đó, một thùng 10.000 đó. Cái nghị chính quyền với mấy chị này kia thì đem nước sạch về đây thì mình mừng dữ lắm. Hiện tuyến rạch ngọn cả kè, nhiều hộ dân ở đầu rạch đã có nước sạch sử dụng. Tuy nhiên, đoạn cuối rạch dài khoảng 500m với 10 hộ dân sinh sống vẫn còn sử dụng nước dưới rạch để sinh hoạt. Nhiều hộ có điều kiện thì thuê khoan cây nước để sử dụng. Tuy nhiên, nguồn nước khoan bị nhiễm phèn, hôi bùn, không đảm bảo vệ sinh. Thì coi như mà hồi nãy giờ chưa có nước sạch thì khó khăn. Thì coi như tôi khoan cây nước tôi xài chứ còn tôi đâu có chờ đợi được. Và cái kiến nghị làm sao mà cho có nước sạch cho trong nhà, cho có bà con, cho con cháu mình nó tắm rửa ăn uống cho nó sạch sẽ ăn chút. Trên địa bàn phường Tân Hưng đa số là các hộ dân trên là 2.800 hộ đều cơ bản có nước sạch. Tuy nhiên thì qua rà soát thì trên địa bàn còn 4 điểm tương đương khoảng 50 hộ dân chưa có nước sạch. Lý do chưa có là nơi xa dân cư, cái đường ống từ tuyến ống chính cho tới các hộ dân thì đường xa là từ trên 1.000m đổ lên. Sau khi mà rà soát lại thì ủy ban nhân dân phường cũng tiến hành tổ chức cuộc họp để xin ý kiến người dân. Tuy nhiên thì qua rà soát rồi họp dân thì chi phí mà để bỏ ra mà đào không đào và đường ống thì nó chi phí nó cao, cho nên trung tâm nước sạch chưa có đầu tư trên địa bàn. Mong rằng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, thành phố quan tâm tiếp tục hỗ trợ địa phương đấu nối những tuyến nhánh trên địa bàn phường để người dân có nước sạch sử dụng.